Thật là tuyệt vời, robot hút bụi của Xiaomi đã hỗ trợ 100% tiếng Việt, bao gồm cả giao diện điều khiển và giọng nói trên robot. Ở trên giao diện điều khiển của robot Rock, mình sẽ vào phần profile và mình sẽ chọn phần language setting. Rồi chúng ta sẽ chọn sang cái phần tiếng Việt. Ok, như vậy thì giao diện điều khiển bây giờ đã 100% là tiếng Việt hoàn toàn rồi. Và sau khi mình update những cái sản phẩm mới của Xiaomi như Roborock S6 hay là Roborock S6 Max V thì chúng ta sẽ đều có 100% giao diện là tiếng Việt, không như trước đây. Giao diện nó sẽ là một nửa tiếng Việt, một nửa tiếng Anh do chưa được Việt hóa hết. Thì bây giờ mọi thứ đã bằng tiếng Việt. Mình sẽ thử trên robot hút bụi của Xiaomi là Roborock S6 Max V để cho robot phát ra tiếng Việt cho các bạn xem. Chúng ta vào phần làm sạch. Đó, bạn thấy âm báo phát ra bằng tiếng Việt rồi ạ. Mình sẽ cho tạm dừng. Rồi, mình sẽ cho về đốt sạc. Đó. Có rất là nhiều cái tính năng khác như chúng ta có thể cho robot làm việc riêng từng phòng hay cho dọn tự động hoặc tạo ra một cái khu vực làm việc riêng cho robot. Ok, thật là tuyệt vời luôn. Tất cả mọi cái giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, từ giao diện điều khiển đến giọng nói trên robot. Mình sẽ thử một vài cái thao tác xem. Khá là ổn. Chuyển robot tới khu vực chỉ định và bắt đầu làm sạch tại chỗ. Đó, mình có thể sử dụng các cái tính năng như là làm sạch một vùng. Và nói chung ấy, thì tất cả từ giao diện trên ứng dụng và giọng nói của robot thì 100% bây giờ đã hỗ trợ tiếng Việt cho chúng ta. Thì ngoài cái việc mà một chiếc máy robot bụi có thể làm sạch rất là tốt cho sàn nhà của chúng ta và làm việc thông minh, thì hỗ trợ điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt cũng như giao diện bằng tiếng Việt thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn, cái trải nghiệm người dùng sẽ tốt hơn, sự thân thiện cũng sẽ tốt hơn, và đặc biệt hơn là cái cảm giác mà cho chúng ta được quản lý, kiểm soát và làm chủ nó sẽ là tốt nhất. Thì đó là tất cả những cái thay đổi của Xiaomi, cho thấy Xiaomi thật sự đã bắt đầu coi thị trường Việt Nam là một thị trường quan trọng và dành cho rất nhiều sự ưu ái đến thị trường Việt Nam, bao gồm những việc như là nâng cấp firmware và đưa những tính năng mới vào trên sản phẩm, rồi hỗ trợ cái giao diện điều khiển và giọng nói của robot bằng tiếng Việt.